Hôm nay thì mình sẽ cân con ếch bò nhà mình để coi nó được nhiêu ký thịt rồi. Ăn thì nhiều mà không biết là bây giờ nấu cháo ếch được không, chứ quay nó một cái là ai cũng đòi nấu nó hết trơn á. Các bạn thấy đó, bây giờ tay mình là cầm nó không nổi luôn, nó bự hơn cái bàn tay mình nhiều lắm luôn rồi. Quay để xem mày được nhiêu gram rồi nè. Vậy là hôm hôm tầm 977 gram, là gần 1 ký. Cái trọng lượng này mình hơi nghi ngờ, do cả tuần nay nó chưa đi tiểu rồi, nên mình quyết định là cứ tiểu nó rồi cân lại thử xem nào. Vẫn là cứ phong cách xịt nước cũ thôi. Bọn ếch bò này càng lớn nó càng dễ ăn nha. Có mấy bạn hỏi sao ếch các bạn không ăn mồi chết được. Thực ra là càng lớn ếch bò nó sẽ hấu ăn hơn, nó kiểu quen dần với các dạng mồi á. Nhìn nó đi tiểu mà kiểu như nó ngại vì mình đứng quay vậy đó. Rồi, xem lại xem coi được nhiêu gram rồi. 899 gram là 900 gram, như vậy là 100 gram nước tiểu trong người nó lận đó các bạn. Kinh khủng thiệt luôn.